Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu túi họa tiết mũi bắp. Có thể gọi đây là túi xách dự tiệc cũng được. Đây là một trong những mẫu túi khi làm xong mà mình ưng ý nhất. Vì khi làm túi thì mình rất nhát may lót phụ, cho nên bạn nào siêng thì nên may nhé. May lót phụ thì mới có đủ không gian để sử dụng túi thoải mái được. Sau đây các nguyên liệu cần thiết để làm mẫu túi này gồm có: đầu tiên là sợi rồi, chắn là sợi rồi. Các bạn dùng khoảng 4 cuộn sợi dệt như thế này thì nó là 400 g. Một cặp nút khít này, nút khít chúng ta sử dụng ở đây, cặp nút khít. Càng cua, một bộ chân đế, xích này, can vát. Tất nhiên là các bạn sẽ sử dụng tấm can vát to rồi nhé. Vải lót. Ngoài ra các bạn còn sử dụng một số dụng cụ phụ trợ như kim khâu. Đây. Mình sử dụng kim khâu, kéo, mấy cái này thì là đương nhiên rồi. Ngoài ra chúng ta còn sẽ sử dụng kim móc. Ở đây các bạn có thể sử dụng kim 2.5 mili hoặc là kim 2 chấm mili. Đây, mình sử dụng kim hai đầu này. Và đôi khi mình sử dụng cái kim clover 2.5 nữa. Nhưng mà giờ mình đã tiễn em nó về với thiên nhiên rồi, mình không biết mình làm rơi đâu luôn. Cho nên mình quay trở lại sử dụng cái kim hai đầu như thế này. Kim khoảng 2 mili đến 2.5 mili. Trong khoảng đó thì các bạn sử dụng kim thước nào cũng được, tùy tay móc nhé. Như vậy là mình đã giới thiệu xong các nguyên liệu cần thiết để làm mẫu túi họa tiết bắp này. Rồi sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Để móc cái mẫu túi này á, nói chung là tất cả các mẫu túi từ hạt bắp, khi mà các bạn móc thì các bạn tạo số móc xích là số chẵn cho mình. Sau đó chúng ta sẽ lên mũi đơn là thành số lẻ. Thì lúc đấy các bạn móc mũi bắp lúc nào nó cũng đúng hết. Ở đây thì mẫu này thì mình sẽ tạo 52 mũi móc xích.
Sau khi tạo xong 52 mũi móc xích, các bạn đâm kim vào móc xích thứ hai tính từ kim và móc cho mình 51 mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đây mình đã móc xong hàng mũi đơn. Cái bắp này á, khi các bạn móc thì nếu các bạn thích có thể móc theo cái cách móc bắp mà mình hướng dẫn ở mẫu túi được đăng trước cái video clip này. Cũng là một kiểu móc bắp đơn giản nhanh và cho những bạn lười móc bắp. Còn ở kiểu móc bắp này mình sẽ hướng dẫn các bạn một kiểu khác. Các bạn cũng sẽ móc từ 3 mũi kép nhưng nó chỉ khác một chút so với kiểu móc bắp lần trước. Và móc bắp kiểu này thì hạt bắp tuy từ 3 mũi kép nhưng mà trông nó sẽ có vẻ tròn và nẩy hơn. Đây các bạn lên một móc xích. Cũng như các như móc bắp lần trước, các bạn lên một mũi đơn. Sau đó ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào 3 mũi kép. Nhưng không kéo sợi qua hết, các bạn kéo một lần này. Hai lần này. Ba lần. Sau đó các bạn kéo hết sợi qua. Ở đây các bạn sẽ có bốn sợi trên kim này, thấy không? Các bạn kéo hết sợi qua. Và các bạn lên một móc xích cho mình. Ở cái kiểu móc bắp lần trước thì các bạn không cần lên xích, các bạn cứ thế này, các bạn móc xuống luôn, móc xuống chân mũi đơn dưới này. Nhưng mà kiểu móc bắp này các bạn sẽ lên một xích cho mình, sau đó các bạn mới đâm kim xuống dưới này để móc 3 mũi đơn liên tục. Các bạn sẽ được một mũi bắp như thế này. Các bạn tiếp tục lặp lại. Sau khi móc xong 3 mũi đơn, phải móc 3 mũi không kéo hết sợi qua. Các bạn có 4 sợi trên kim. Các bạn kéo qua hết một lần. Sau đó lên một móc xích, móc cho mình 3 mũi đơn. Tiếp tục lặp lại. Các bạn móc bắp kiểu nào thì cũng được hết. Nhưng mà mình thấy kiểu này thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà sẽ lâu công hơn một chút. Sau video clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu móc bắp nữa. Là móc năm. Nói chung các bạn càng móc nhiều mũi kép thì hạt bắp nhìn nó sẽ càng tròn, căng và đẹp hơn. Mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa.
Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng thứ hai này nhé. Đây là mũi bắp cuối cùng mình đã móc xong. Sau khi móc xong mũi bắp cuối cùng này, các bạn phải đảm bảo các bạn còn một chân mũi đơn ở cuối này. Để các bạn móc một mũi đơn vào thì các bạn đã móc đúng. Còn nếu không, các bạn cần xem lại trong quá trình móc các bạn có sai gì không nhé. Các bạn lên một móc xích. Bây giờ lên hàng thứ hai thì các bạn để ý. Cái mũi đầu tiên là mũi đơn của cái chân dưới rồi không nói rồi, chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây. Ở cái chỗ mũi bắp này các bạn sẽ thấy có hai mũi đơn. Hai mũi đơn. Đây. Đây một mũi này, đây một mũi này, là hai mũi nó nằm ở trên đầu mũi bắp. Thì các bạn sẽ bỏ qua một mũi này cho mình. Và các bạn móc vào mũi thứ hai này thôi. Ở đây mình nói thì hơi khó nhìn, nhưng các bạn móc bằng sợi của các bạn, là da sợi của mình nó hơi óng ánh, long lánh một chút, cho nên nó hơi khó nhìn. Các bạn móc bằng sợi của các bạn có thể nhìn rõ được. Sẽ thấy được đây hai mũi đơn trên đầu mũi bắp. Các bạn bỏ qua một mũi. Không móc vào mũi này mà móc vào mũi kế tiếp này. Một mũi đơn. Sau đó các bạn móc ba chân. Ba mũi đơn này. Một. Hai. Ba. Sau đó ở đầu mũi bắp này các bạn có hai mũi đơn, các bạn cũng bỏ qua một mũi cho mình, không móc mũi này mà móc mũi bên cạnh. Sau đó tiếp tục móc 3 mũi đơn. Đây là điểm khác biệt so với cách móc mũi bắp lần trước mà mình hướng dẫn cho các bạn. Cách móc mũi bắp lần trước thì các bạn không cần phải bỏ qua bất cứ mũi nào hết. Còn ở đây các bạn nhớ ở cái đầu mũi bắp sẽ có hai mũi đơn. Các bạn bỏ qua mũi này và móc mũi bên này. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng số 3 này nhé. Đây mình đã bóc xong hàng mũi đơn. Ở đây mình đã hoàn thành xong một cụm mũi bắp gồm một bắp và một hàng bắp và một hàng mũi đơn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hàng bắp tiếp theo. Ở đây hàng bắp dưới thì các bạn móc một mũi đơn rồi móc bắp, thì bây giờ các bạn sẽ móc 3 mũi đơn rồi móc bắp. Đây. Sau đó các bạn móc mũi bắp tương tự như ở hàng dưới mà mình đã hướng dẫn. 3 mũi kép không kéo hết sợi qua 3. Các bạn có 4 sợi trên kim. Kéo qua đây. Lên một móc xích. Và móc xuống đây 3 mũi đơn. Được hạt bắp so le như này. Ngày xưa mà khi mà mình mới bóc bắp á, mình hay móc mũi bóc năm. Phải nói là mỗi lần làm xong một cái túi bắp là không muốn đụng đến kim móc luôn, móc rất là lâu.
Cho nên ở đây mình hướng dẫn trước cho các bạn cách móc mũi bắt ba thôi. Cho các bạn nào mới làm khi đụng đến món bắp không cảm thấy ngán ngẩm. Tuy nó vẫn lâu nhưng mà vẫn nhanh hơn so với bên kia. Kéo sợi qua. Không biết nó bị mắc cái gì ở đây. Sao nó lên một móc xích. Ba mũi trơn. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết cái hàng này nhé. Đây là mũi bắp cuối cùng mình đã móc xong. Khi móc xong các bạn sẽ còn 3 mũi đơn. Trời ơi, mình không biết làm sao các bạn thấy 3 mũi đơn luôn đấy. Lúc đầu không biết làm sao mình lại chọn cái màu này để móc nữa. Đây. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi. Thì các bạn đã móc đúng cái hàng này. Sau đó các bạn lên một móc xích và móc mũi đơn cho mình. Đây, khi các bạn móc theo cái kiểu mũi bắp như thế này, các bạn thấy này, cái chỗ mũi bắp nó sẽ nhô lên đường gợn trắng như thế này, các bạn thấy không? Là bởi vì ở đây có hai mũi đơn ở ngay chỗ mũi bắp cho nên nó sẽ nhô lên như vậy. Khi móc các bạn sẽ bỏ qua một mũi. Bây giờ các bạn móc mũi đơn, đầu tiên cũng móc 3 mũi đơn vào ba chân như thế này. Bỏ một mũi đơn đầu tiên đây, móc vào mũi đơn thứ hai bên này. Bỏ mũi đơn này. Móc vào mũi đơn thứ hai này. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng mũi đơn này nhé. Đây mình đã móc xong hàng mũi đơn. Tiếp theo các bạn cứ móc từng cụm mũi bắp như thế này cho mình cho đến khi được 20 cụm. 20 cụm là bao gồm một hàng mũi bắp và một hàng mũi đơn nhé các bạn. Hàng mũi bắp ở đây và hàng mũi đơn kết thúc như thế này. Các bạn sẽ móc được 20 cụm như thế này cho mình thì dừng lại. Mình đã móc được 20 cụm đây. Mình sẽ đếm cho các bạn thấy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kết thúc bằng hàng mũi đơn. Lúc này các bạn dừng lại và viền xung quanh cho mình. Lên một móc xích, viền xung quanh bằng một hàng mũi đơn. Ở góc các bạn sẽ móc hai mũi đơn vào chung một chân cho mình nhé. Đây, đâm kim xuống chân mũi đơn ở dưới này, một mũi đơn này, hai mũi đơn này. Đến hồi tí nữa các bạn móc viền về đến đây, ở cái chân này các bạn cũng móc hai mũi đơn nữa thì ở các bạn sẽ được 4 mũi đơn.
Còn ở các chân này thì rất là dễ rồi, vì đều là mũi đơn thì cứ cứ một chân các bạn móc một mũi đơn thôi. Đây các bạn, đây móc cái đến chân cái mũi đơn đầu tiên rồi. Có nghĩa mũi đơn là hàng đầu tiên ạ. Đây. Các bạn đâm kim vào đây và móc hai mũi đơn một chân cho mình. Sau đó vòng qua bên này. Các bạn cũng móc hai mũi đơn. Cùng cái chân này cho mình. Cái sợi mà các bạn phần còn lại của cái mũi đơn bắt đầu ấy. Một, hai. Như vậy ở góc các bạn được 4 mũi đơn. Rồi. Sau đó các bạn mỗi chân một mũi đơn. Các bạn cứ viền mỗi chân một mũi đơn rồi ở góc hai chân sát nhau ở mỗi cạnh thì mỗi chân thêm hai mũi đơn như thế này cho đến khi hết hàng nhé. Các bạn móc hai tấm như vậy cho mình và cũng viền hai tấm như vậy. Sau khi viền xong thì các bạn nhớ nẹp canvas luôn nhé. Ở đây nẹp canvas vuông rất là dễ, mình đã hướng dẫn ở nhiều clip rồi cho nên mình sẽ không hướng dẫn lại nữa. Sau khi các bạn móc xong hai tấm và nẹp canvas xong, mình sẽ hướng dẫn tiếp cách các bạn móc cái phần túi này nhé. Đây là tấm móc đầu tiên. Sau khi mình đã nẹp canvas xong, viền một hàng vào nẹp canvas. Các bạn nẹp canvas bốn góc như bình thường. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp phần thân trước và hai bên hông nhé. Đây. Sau khi nẹp canvas xong thì các bạn gập đôi phần móc lại. Sau đó bạn chừa khoảng như này. Có nghĩa là độ rộng của bên hông của mình khoảng chừng này, khoảng 5 cm. Các bạn cắt một tấm canvas có chiều cao. Có chiều cao như như các bạn thấy trên hình. Các bạn sẽ chừa một khoảng ở giữa đây, 5 cm. Khoảng ở giữa là ở khoảng 5 cm nhé. Xong rồi hai bên còn lại bao nhiêu cm thì các bạn cắt một tấm chia đôi ra và cắt một tấm canvas như vậy. Canvas bằng một nửa cái độ rộng đó. Ví dụ như hai bên này các bạn tính xong thì được 30 cm thì các bạn cắt chia đôi ra thì cái này sẽ là 15 cm. Đây là mình ví dụ thôi. Đây như tấm túi móc của mình ngoài mình đã cắt xong. Đây là tấm thân trước. Sau khi cắt xong tấm thân trước, mình sẽ cắt luôn phần hai bên hông. Và đấy. Đây, đây sẽ là phần đáy. Và đây là hai bên hông. Sau đó tất cả liên quan đến phần thân trước, đáy và bên hông mình đều móc mũi đơn. Móc mũi đơn thì dễ thôi, các bạn chỉ cần móc làm sao cho nó có đạt độ rộng được bằng với cái tấm canvas là được. Bởi vì bây giờ các bạn đã cắt tấm canvas rồi thì không lo nó sẽ bị
sẽ bị thiếu hụt gì đó khi móc xong. Ở đây đối với tấm thân trước này, mình sẽ móc 40 mũi móc đơn, tương ứng với tạo 41 mũi móc xích. Rồi xong. Xong 41 mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ lên một hàng mũi đơn cho mình. Khi mà các bạn móc theo cái tấm canvas của các bạn thì các bạn đo này. Các bạn thấy không? Nó sẽ vừa với tấm canvas như này. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết tất cả các tấm canvas như thế này, toàn bộ bằng mũi đơn. Đến số móc xích tùy các bạn nhé. Đây là phần thân túi. Đây là các bộ phận của túi sau khi mình đã nệt canvas và khâu lót xong. Mình sẽ quay lên cho các bạn xem trước khi mình ráp thành mẫu túi. Đây là thân sau và nắp này. Đây là phần thân trước. Phần đáy. Các bạn nhớ ráp chân đế vào. Nếu mà bạn nào muốn phần đáy được cứng cáp thì nên lót thêm cái miếng này. Miếng nhựa đen để ra rót thêm vào đây để cái phần đế túi này này nó thêm cứng, hoặc là nếu không có các bạn lót nhiều lớp canvas với nhau cũng được nhé. Và đây là bên hông. Rồi sau đây các bạn sẽ ráp các bộ phận này vào với nhau và chúng ta sẽ được một mẫu túi như này. Đây, sau khi hoàn thành xong thì các bạn sẽ được mẫu túi như thế này. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của mẫu túi này cho các bạn nhé. Chiều rộng của túi đây tầm khoảng
20 đến 20 cm nhé, 20 đến 20 cm. Cái này là tùy tay móc của các bạn, nó sẽ chênh lệch khoảng 1-2 cm gì đấy, độ cao. Nếu tính cả phần nhô lên của cái phần bắp ấy, thì sẽ là khoảng 14 cm. Còn nếu mà chỉ tính từ cái phần nắp như này thì khoảng 13 cm. Phần đáy của nó khoảng 6 cm nha các bạn. Đây là tất cả đều là kích thước sau khi đã nẹp canvas. Hình như mình nói thừa rồi, đương nhiên chúng ta phải nẹp canvas rồi đúng không? Đấy, như vậy là mình hướng dẫn xong các bạn cách móc mẫu họa tiết mũi hạt bắp thứ hai, cũng từ 3 mũi kép nhưng mà cách móc khác với cái mẫu mũi hạt bắp lần trước mà mình hướng dẫn các bạn. Khi móc cái kiểu này lên á thì các bạn sẽ thấy hạt bắp nó đầy hơn. Đây mình sẽ lấy mẫu cũ ra để so sánh cho các bạn nhé. Đây là mẫu túi cũ. Các bạn thấy này, bắp của nó khá là nhỏ. Khi các bạn nhìn là chiều nghiêng như này á, thì nó sẽ không nổi lên nhiều. Nhìn ở cái chiều, chính diện thì các bạn thấy cái hạt bắp nó không được căng lên. Còn nếu đối với mẫu bắp này các bạn nhìn nghiêng sẽ thấy cái hạt bắp nó tròn hơn này, bạn thấy không? Mặc dù cùng là 3 mũi. Kích thước sợi thì cũng là 2 mm một sợi thôi. Khi nhìn chính diện thì nhìn nó tròn đều hơn này. Bạn thấy không? Cái này mình màu tối mà chúng ta nhìn có cảm giác nó căng và mẩy lên như thế này. Đó. Như vậy nếu mà bạn nào lười thì áp dụng mẫu bắp này. Bạn nào hơi siêng một tí thì áp dụng mẫu cách mẫu bắp này, cách móc mẫu hạt bắp như này. Và sau clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một clip áp dụng cách mẫu móc bắp số 3. Phải gọi là siêu đẹp, siêu tròn luôn nhưng mà siêu lâu. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc mẫu túi này. Và trong clip thì mình có nói là mình móc hai tấm có độ cao bằng cái phần thân trước này. Thì một tấm mình đã áp dụng cho mẫu túi này rồi. Còn một tấm còn lại thì các bạn hãy theo dõi video clip tiếp theo của mình để biết được mình ứng dụng cái tấm móc có cùng kích thước với cái mẫu túi này vào một mẫu túi khác như thế nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip đấy. Xin chào.